Thưa quý vị, mùa hè về cũng là lúc mà trẻ em Bình Dương nói riêng và Việt Nam và toàn thể thế giới nói chung đón chào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Đây cũng là thời điểm mà tháng hành động vì trẻ em bắt đầu diễn ra với rất nhiều chương trình hoạt động vui tươi, ý nghĩa. Sáng nay tại phố đi bộ Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023. Với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em, gồm những nội dung như thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật, con em công nhân lao động. Chương trình đỡ đầu trẻ mồ côi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, chương trình học kỳ quân đội, phòng chống đuối nước, tổ chức các chương trình liên hoan như tiếng hát hoa phượng đỏ, thiếu nhi vượt khó, học tốt, hội trại cho thiếu nhi. Tại lễ phát động, thành phố đã trao 30 phần quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn và nhận đỡ đầu 37 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19.